Bầu khí quyển nghệ thuật ở đây chính là nơi các học viên không chỉ được học vẽ mà còn được tiếp xúc với các môn nghệ thuật khác như âm nhạc, nhiếp ảnh, văn học, điện ảnh, dẫn chương trình để tích lũy vốn sống, vốn văn hóa và bổ trợ cho tư duy sáng tạo mỹ thuật. Trong môi trường ấy, sự sáng tạo thể hiện qua việc được học phương pháp tư duy ý tưởng và được khuyến khích các học viên bùng nổ tất cả những sáng kiến trong đầu. Sự kết nối thể hiện qua việc Archi là nơi các em được kể câu chuyện của bản thân, được nghe câu chuyện của những người xung quanh, được chia sẻ và hòa mình vào một cộng đồng thực sự.